Xin chào các bạn Cái video này mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy một cái điều là Chúng ta có thể mua Bitcoin từ một cái số tiền rất nhỏ thôi Ví dụ 3.000 đồng là chúng ta có thể mua được Bitcoin Hay là 0.1 đô Nó khoảng rơi khoảng 2.600 là đã mua được Bitcoin rồi Và khi các bạn nhắc đến Bitcoin ấy, Thì chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng là Phải có rất nhiều tiền thì mới có thể mua được Bitcoin đúng không Và khi mà cái thời điểm mình làm video này Bitcoin nó đang giao động ở khoảng 1 tỷ 7 khoảng 1 tỷ 7 năm chục triệu tức là nó gần 1 tỷ 8 rồi thì khi mình nói câu chuyện là bảo giao dịch Bitcoin có 3.000 bạc với cả 1,1 đô tương đương với 2006 thì nghe nó ảo đúng không các bạn nhưng bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là gì mình sẽ mua cho các bạn 3.000 đồng Bitcoin nhé các bạn nhé và bây giờ chúng ta sẽ mua bằng hai cái phương pháp một là mình sẽ mua bằng tiền mà trong tài khoản mình có sẵn rồi có nghĩa là tiền pháp định vndr ấy còn nếu các bạn nào mà chưa có tiền pháp định thì các bạn có thể nạp nhấn vào động tác nạp tiền vndr để các bạn nạp tiền vào vài chục ngàn là các bạn có thể mua được bitcoin rồi được không và mình sẽ làm hai động tác luôn một cái là dùng cả usdt để mình mua bitcoin và mình sẽ sử dụng là 0,1 đô tương đương sáu để mua như vậy trong video này chúng ta có thể nói chuyện với nhau là chúng ta mua bitcoin chỉ với 3.000 đồng và công việc chúng ta mua bitcoin ấy, thì có nhiều cách thức để mua lắm và đây chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng swap từ vndr nhé bạn có thể swap từ vndr chúng ta sẽ nhấn swap này bây giờ mình sẽ biến này, mua ba 000 đồng chỉ ba 000 thôi là ta đã mua được bitcoin rồi ở dưới này mình sẽ chọn cái đồng gọi là btc là bitcoin đó và ở đây chúng ta có để cái mũi tên giữa hai cái dòng giữa VNDR và BTC nó sẽ đảo chiều nhau. Muốn biến từ Bitcoin thành VNDR là tiền Việt Nam hoặc là chúng ta mua Bitcoin. Nhá, bây giờ mình sẽ mua 3000 thôi, không cần nhiều, chỉ 3000 là chúng ta đã có thể có mua được Bitcoin rồi, mình sẽ mua xem trước chuyển đổi. Đó, mình sẽ mua được 0,00000175, mình nhấn xác nhận. Như vậy là mình đã mua được rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại Bây giờ chúng ta nhìn đang muốn 3.000 nhé Chúng ta sẽ tải lại ví Còn 40.000 Đấy Mà Bitcoin chúng ta cũng đã mua được rồi đây các bạn này Đấy Chúng ta đã mua được một chút xíu Bitcoin rồi Thế đấy là có 3.000 mình cũng mua được Nhưng bây giờ mình sẽ sử dụng cái USDT là chỉ có 0.1 đô mình vẫn mua được Thế thì cái động tác Bây giờ mình vào chỗ USDT nhấn vào swap cho mình Thì bây giờ mình sẽ chỉ mua 0.1 đô Là có 2.600 0.100 một là mình cũng đã mua được nhé các bạn nhé đó mình sẽ nhấn vào xác nhận rồi cũng đã xong bây giờ mình sẽ quay trở lại các bạn nhìn này USDT của mình đang đăng 50.3 bây giờ mình sẽ tải lại cái ví này còn 50.2 nhé các bạn nhìn 50.2 chưa đấy các bạn nhìn thấy nhá tiếp này Bitcoin của chúng ta đã được cộng thêm một tí được chưa như vậy là chúng ta có thể nhấn vào Bitcoin đi chúng ta sẽ thấy phần lịch sử này các bạn nhìn này mình vừa mới mua này đấy lịch sử giờ 17 tháng 3 đây này các cái lệnh này mình mua đó để để mà cho các bạn để xem thôi các bạn sẽ xem các lịch sử này thay đổi này lệnh nạp như thế nào này lệnh rút như nào thì tất cả là nằm trong phần lịch sử Như các bạn nhé và như vậy thì vừa rồi mình đã chứng minh cho các bạn thấy được rằng là chúng ta mua bitcoin đôi khi là chỉ có gì 3.000 đồng là chúng ta cũng mua được Bitcoin không nhất thiết khi nhắc đến Bitcoin chúng ta phải nghĩ là tiền tỷ chúng ta mới mua được đâu các bạn ạ và đây cũng là một trải nghiệm để giúp cho các bạn cảm thấy rất là vui vẻ và đây chính là video trả lời cho rất nhiều bạn là 3.000 có mua được Bitcoin không thì mình đã chứng minh rồi nhé video ngắn này mình sẽ kết thúc chương trình tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo